Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi đến nơi, Đức Giêsu thấy anh Lazarus đã chôn trong mồ được 4 ngày rồi. Betania cách Jerusalem không đầy 3 cây số. Nhiều người Do Thái đến chia buồn với hai cô Martha và Maria vì em các cô mới qua đời. Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Martha liền ra đón người, còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Cô Martha nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây em còn đã không chết. Nhưng bây giờ con biết bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy." Đức Giêsu nói: "Em chị sẽ sống lại." Cô Martha thưa: "Con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết." Đức Giêsu liền phán: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?" Cô Martha đáp: "Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến trong thế gian." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa trong phục vụ hôm nay để chúng ta cầu nguyện cho các tín hữu mới qua đời tại Việt Nam và quê nhà trong cơn đại dịch COVID-19 này. Chúng ta thấy Đức Giêsu khẳng định chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Niềm tin đó cô Martha đã đáp lại: "Thưa Thầy, có." Chúng ta cũng vậy, những người Kitô hữu luôn luôn đáp lại đức tin. Nếu có ai hỏi chúng ta có tin vào sự sống lại hay không, chắc chắn rằng chúng ta tin. Nhưng trên thực tế, trong cuộc sống, đôi khi chúng ta vẫn còn thắc mắc, vẫn còn nghi ngờ. Nhất là trong những ngày tháng qua, chúng ta đối diện với con Covid, không phân biệt kẻ giàu nghèo, sang hèn hay là địa vị. Ai trúng vào đều bị bệnh và có thể sẽ chết. Và nếu chúng ta đã có người thân chết, chúng ta cũng rơi vào tâm tình của bà Martha nếu chúng ta đối diện với Đức Giêsu. "Thưa Thầy, nếu Thầy có ở đây thì em con đã không chết." Hoặc hơn thế nữa, chúng ta tin rằng Thiên Chúa, nếu Thiên Chúa giơ tay làm phép lạ chữa lành bệnh, chắc chắn rằng người thân chúng ta sẽ không chết. Nhưng điều đó không đến với chúng ta. Chúng ta cầu nguyện nhiều, chắc chắn rằng có một đại đa số đã vượt qua khỏi cơn đại dịch này hay là cơn bệnh để trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng cũng có rất nhiều người đã ra đi. Bởi vậy những người đã sống và đã vượt qua, không biết chúng ta có nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa và quyền năng của Đức Giêsu trên chúng ta hay không. Còn nếu chúng ta có người thân đã chết thì chúng ta hãy nhìn lại đức tin của mình. Mình đã đặt đức tin như thế nào? Nhiều khi chúng ta thắc mắc, chúng ta nghi ngờ, chúng ta trách cứ Thiên Chúa. Chúa ở đâu? Tại sao Chúa lại gởi gánh nặng này đến với con? Tại sao Chúa lại gửi cái con vi trùng Covid này đến thế giới? Có phải vì Thiên Chúa thử thách chúng ta hay không? Hay là Thiên Chúa muốn chúng ta trở nên như vàng ròng? Bởi vì qua đau khổ đến vinh quang, Đức Giêsu đã qua bao nhiêu đau khổ, kể cả thể xác lẫn linh hồn. Và Ngài chết trên thập tự, để rồi được Thiên Chúa Cha cho phục sinh và ngồi bên hữu Thiên Chúa. Vinh quang đó phải trải qua đau khổ. Chúng ta cũng vậy, là những người Kitô hữu. Chúng ta nghe bài đọc khôn ngoan đã nói, những ai trông cậy vào người sẽ am tường sự thật. Những ai trung thành sẽ được người yêu thương và cho ở gần người, vì người ban ân phúc và xót thương những ai người tuyển chọn. Chúng ta là những người đã được tuyển chọn qua bí tích thánh tẩy, tuyển chọn trở nên là con cái của Thiên Chúa. Thì chắc chắn rằng Thiên Chúa cũng yêu thương chúng ta như Đức Giêsu đã yêu thương Lazarus, và sẽ cho chúng ta sống lại, cho chúng ta ở với người, hưởng hạnh phúc đời đời. Nguyện xin Chúa soi sáng cho chúng ta, để chúng ta nhận biết ra sự hiện diện của Thiên Chúa, quyền năng của Thiên Chúa trong thế giới hôm nay, trong sự khủng hoảng, lo lắng mà chúng ta phải đối diện với con Covid này.